Năm Anh xin kính chào quý vị hôm nay thứ Ba, 31 tháng 3 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có tin tài liệu về bác sĩ Anthony Fauci và tin liên quan đến coronavirus. Để mở đầu, Năm Anh kính mời quý vị theo dõi tin tức thế giới và Hoa Kỳ đang bị đại dịch cúng viêm phổi coronavirus. viên chức cao cấp tổ chức hưu đề cao cảnh giác dịch Covid-19 ở châu Á còn kéo dài. Theo ông Takeshi Keisai, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới, hôm nay cảnh báo đại dịch Covid-19 ở khu vực châu Á Thái Bình Dương còn lâu mới hết và các biện pháp hạn chế sự lây lan của virus hiện tại đang giúp các quốc gia có thêm thời gian chuẩn bị cho đợt lây lan quy mô lớn trong cộng đồng. Tôi xin được trình bày rõ dịch bệnh châu Á-Thái Bình Dương còn lâu mới hết. Đây là trận chiến dài hạn và chúng ta không được mất cảnh giác. Chúng tôi cần mọi quốc gia chuẩn bị cho việc lây lan quy mô lớn trong cộng đồng. Royster dẫn phát biểu của ông sai trong cuộc họp báo trực tuyến. Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Hưu cho biết thêm, ngay cả đã áp dụng tất cả biện pháp, nguy cơ lây nhiễm trong khu vực sẽ không biến mất nếu đại dịch vẫn còn đó. Ông lưu ý, hiện tâm dịch đang ở châu Âu nhưng nó có thể sẽ chuyển sang các khu vực khác. Mỹ dẫn đầu thế giới với xét nghiệm Covid-19 với hơn 1 triệu ca. Tổng thống Trump hôm 30 tháng 3 phát biểu tại tòa Bạch ốc rằng Mỹ đã xét nghiệm nCoV-19 cho hơn 1 triệu người, đồng thời ông giới thiệu bộ xét nghiệm mới cho kết quả chỉ trong vòng 5 phút. Tổng thống cho rằng một triệu ca xét nghiệm là một dấu mốc lớn trong cuộc chiến chống lại coronavirus. Hiện nay, Mỹ đã vượt qua Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu khác để trở thành nước đi đầu trong xét nghiệm sàng lọc virus Vũ Hán Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc tiết lộ rằng 90% ca xét nghiệm tại Mỹ hiện nay đang do phòng thí nghiệm tư nhân tiến hành. Mỹ gặp khó khi tìm hiểu COVID-19 tại bốn nước, trong đó có Trung Quốc. Trong khi các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ tìm cách lắp ráp một bức tranh chính xác về sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán của thế giới, họ phát hiện những lỗ hỏng thông tin lớn về tình hình dịch bệnh của Trung Quốc Nga, Iran và Triều Tiên, các nguồn thạo tin nói với Reuters. Các cơ quan gián điệp Hoa Kỳ đánh giá bốn quốc gia này là những mục tiêu khó vì lực lượng cầm quyền ở đó luôn tìm cách che giấu thông tin thực sự, ngay cả trong điều kiện không có dịch bệnh. Một chuyên gia nói rằng những dữ liệu về tình hình dịch Covid-19 ở bốn quốc gia này đóng vai trò quan trọng. Nó có thể giúp Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới hạn chế tác động tiêu cực của đại dịch tới sinh mệnh con người và kinh tế. Chúng tôi muốn có thông tin chính xác nhất theo thời gian thực về tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng trên toàn cầu và những nơi mà đại dịch đang tấn công. Jeremy Conardick, một chuyên gia tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu, lãnh đạo của Văn phòng Hỗ trợ Thảm họa nước ngoài của Hoa Kỳ, từ năm 2013 đến 2017 nói, thế giới sẽ không thoát khỏi đại dịch cho đến khi chúng ta đẩy lùi nó ở mọi nơi. Vi phạm lệnh chống Covid-19, một mục sư bị bắt. Cảnh sát tiểu bang Florida, Hoa Kỳ đã bắt giữ một mục sư nhà thờ sau khi vị mục sư này cho tổ chức hai buổi lễ vào ngày Chủ nhật 29 tháng 3 với hàng trăm người tham dự. Vi phạm yêu cầu hạn chế tập trung đông người để tránh lây lan virus Vũ Hán. Theo hồ sơ của nhà tù, mục sư Rodney Howard Brown đã tự mình đến trình diện chính quyền vào ngày thứ Hai 30 tháng 3 tại địa hạt Hernando, nơi ông sinh sống. Ông Rodney bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp và vi phạm mệnh lệnh khẩn cấp về y tế cộng đồng. Ông Rodney bị yêu cầu nộp phạt 500 đồng theo trang web của nhà tù và ông đã được thả ra sau khi nộp tiền phạt. Số người chết tăng lại, ý nới thêm thời gian phong tỏa. Số người chết vì virus Vũ Hán ở Ý đã giảm đáng kể hai ngày liên tiếp nhưng lại tăng vào ngày thứ hai với thêm 812 người chết. Tuy nhiên, số người nhiễm mới ở nước này tiếp tục cho thấy đà giảm dần. Cụ thể, theo thống kê của Worldometers, tính tới sáng thứ Hai ngày 31 tháng 3, Ý có 101.739.000 người nhiễm virus Vũ Hán, tăng hơn 4.050 ca nhiễm mới. Mặc dù vậy, số ca nhiễm mới vào ngày thứ Hai thấp hơn, 5.217 ca nhiễm mới, thống kê hôm Chủ nhật tiếp tục xu hướng giảm tính từ thứ tư tuần trước. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte nói rằng các biện pháp phong tỏa đi lại của người dân sẽ được nới lỏng từ từ để đảm bảo giữ được những thành quả chống dịch trong thời gian qua. Một gia đình 17 người ở Anh đều nhiễm virus Vũ Hán. 17 thành viên trong một gia đình ở Anh đã cùng bị nhiễm virus Vũ Hán sau khi tham dự một đám tang của một người thân tử vong vì Covid-19. Fox News đưa tin hôm thứ Hai, ngày 30 tháng 3. Bà Sheila Brooks, 86 tuổi đã qua đời vào đầu tháng trước vì virus Vũ Hán. Một thời gian sau, một cháu gái 65 tuổi của bà Sheila, tên là Susan Nelson cũng qua đời. Sau đó thì 16 thành viên khác trong gia đình đều cho kết quả dương tính với coronavirus. Bà chết vào tháng 2, chúng tôi đã có rất nhiều người nhiễm virus. Tôi nghĩ chỉ có thể là nhiễm từ đám tang đó. Hiện tại chúng tôi có một thành viên khác trong gia đình, ở trong bệnh viện, mà có lẽ sẽ khó qua khỏi. Con gái của bà Nelson nói với Southwest News Service. Đài Loan sẽ thực hiện cách ly xã hội, Reuters đưa tin. Người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Trần Thời Trung hôm nay thông báo đảo quốc này đưa ra các biện pháp cách ly xã hội để giúp kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán, song sẽ không xử phạt những ai vi phạm. Ông Trần Thời Trung cho biết, các biện pháp cách ly xã hội yêu cầu mọi người trong không gian công cộng duy trì khoảng cách 1 mét với người khác nếu ở bên ngoài và 1.5m, nếu ở bên trong không gian kín hơn. Nếu điều này là không thể, ví dụ như trong các ga tàu đông đúc thì mọi người phải đảm bảo việc đeo khẩu trang. Ông Trần Thời Trung nói thêm, thông tin chi tiết sẽ được công bố vào ngày mai, 1 tháng 4.